Thưa quý vị, thị trường bất động sản đang nóng lên, kéo theo đó các lớp học làm giàu từ bất động sản cũng nở rộ. Những ngày vừa qua thì mạng xã hội liên tục lan truyền thông tin quảng cáo của một khóa học với vô vàn lời hứa có cánh, song với học phí trên trời. Thông tin quảng cáo này sau khi được đăng lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Khóa học làm giàu này được quảng bá với sự hứa hẹn hết sức hấp dẫn như học viên được học trong 14 ngày từ chiến lược bất động sản từ 50 triệu đến 10 tỷ, môi giới bất động sản thu nhập hơn 100 triệu mỗi tháng đến marketing 5.0 chỉ với học phí 370 triệu đồng. Đặc điểm chung của các vị diễn giả làm giàu từ bất động sản là khả năng hoạt ngôn, diễn biến rất linh hoạt, không thua gì các bậc thầy đa cấp. Nhiều chuyên gia cảnh báo tình trạng diễn giả bất động sản hiện nay là vàng thau lẫn lộn, do đó cần cảnh giác với chiêu trò của một vài đối tượng lùa gà theo quy trình 5 bước. Bước 1. Xây dựng hình ảnh diễn giả thật hoành tráng. Diễn giả phải là người nhà giàu, xe sang, chủ nhiều doanh nghiệp, nhiều bất động sản, nhiều giải thưởng, chụp hình với người nổi tiếng, làm từ thiện. Bước 2. Sau khi chuẩn bị về hình ảnh thật xuất sắc, sẽ đến công đoạn quảng cáo tìm khách hàng tiềm năng. Khách hàng này thường là những người làm ngành nghề khác, có tiền nhưng chưa có kinh nghiệm về bất động sản hoặc các bạn môi giới mới vào nghề. Bước 3. Tổ chức sự kiện chốt khách. Việc tổ chức sự kiện là bước cực kỳ quan trọng trong chuỗi lùa gà và mô hình sự kiện kiểu đa cấp thường được áp dụng rất hiệu quả. Bước 4. Tổ chức khóa học. Kiến thức khóa học với những diễn giả ít trải nghiệm với thực tế, chưa từng làm những doanh nghiệp bất động sản lớn, chỉ là kiến thức qua sách vở. Bước 5. Biến học viên thành cổ đông, khách hàng mua bất động sản hoặc môi giới dự án do diễn giả triển khai. Giám đốc một doanh nghiệp bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh đúc kết, những người giàu thực sự thì không có thời gian rảnh để đi dạy làm giàu, còn những người mở khóa học làm giàu là những người làm giàu bằng cách đi dạy người khác làm giàu. Người dạy làm giàu sẽ càng giàu nếu kỹ năng lùa gà tốt, còn người học thì không biết có giàu nên không, nhưng trước mắt là mất một số tiền lớn để đổi lấy một mớ lý thuyết suông.